Thưa quý vị và các bạn, đây là giống điều tôi mới ươm ấy. Hôm bữa video hôm trước mình có quay ươm á, nay nó lên rồi này, có ít cây, có mấy trăm cây à. Đâu cây trồng ở đất xấu, cây cực to cực khỏe. Những cái cây trồng sau đã bị nắng quá và cháy hột luôn, cháy nhân luôn, nhưng vẫn lên được, vẫn đang lên. Châu là điều toàn hai lá kép, quá mạnh, quá mập. Những cây trong râm này thì nó lại lên khỏe thế này. Đó, những cây ngoài là không tưới, lắng gần chết. Ở đây là mắt ghép đang bị lên. Hôm nay nét cho các bạn xem nào. Đây, nên nét ở đây nhé. Nó đang xanh xanh này, chuẩn bị nhú nhú mầm lên này. Đó. Rồi nó không lấy nét này. Nếu các bạn phải phủ một cái tơ bóng lên, trùm kín lên từ lúc ghép ạ. Đó, lên xanh rồi này. Chắc là mua cái máy quay về lấy nét đó. Đây là ghép ở thân nha, thân to luôn đấy. Bữa có video qua rồi mà, bạn nào xem bạn đấy biết. Và lên đây. Đây là mắt ghép ở trên này, nó chưa lên, vẫn còn tươi nhưng nó chưa nảy mầm được. Cái mắt này nó bé, nó còi này. Nó vào lên mình quay video tiếp nha. Chưa, mấy cây này vẫn còn quả này. Là to. Trả bá luôn. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nhé. Nào nó lên. Khi nào mình chặt cành tạm tán một phần mình làm video tiếp theo. Cái này vẫn còn chín này. Đó, điều sai chưa? Bởi vì Đắk Lắk điều nó muộn lắm. Tùy từng nơi ấy, chứ không phải do giống đâu. Giống chín sớm mà dùng ở đất, do thời tiết chín muộn thì nó cũng chín muộn thôi. Giống mình lấy hết bên Bình Phước về nó cũng vậy thôi. Nó cũng chín theo mùa. Ở đâu thì nó chín vào thời điểm đấy thôi, chứ không phải là do giống đâu, do mình chăm sóc vào thời tiết thôi. Rồi,
Thế hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Chào.